Cây thông Noel làm từ 6.000 chiếc nồi đất ở huyện Đô Lương, Nghệ An vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục là cây thông Noel ghép bằng nồi đất lớn nhất Việt Nam. Cây thông Noel khổng lồ cao 25m, rộng 8m, được người dân Nghệ An ghép từ hơn 6.000 chiếc nồi đất để đón Giáng sinh 2017. Hơn 20 thợ lành nghề đã làm trong hơn một tháng để nhằm quảng bá sản phẩm nồi đất truyền thống của làng.